Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới, và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Giám đốc Trung tâm Điều hộ Hệ thống Điện Quốc gia AO cho biết đã đưa ra những thông tin cảnh báo về tình trạng thiếu điện rất căng thẳng cho toàn miền Bắc trong những ngày tới nếu nước hồ thủy điện Hòa Bình về mực nước chết. Theo ông Trung, từ tháng 4 đến nay tác động của El Nino đi kèm với nắng nóng kéo dài và hạn hán trên toàn Việt Nam khiến cho sản lượng điện toàn hệ thống có sự thay đổi rất mạnh, tăng phụ tải lên tới hơn 453.000 kW, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Ngay tại Thủy điện Lai Châu, thủy điện rất quan trọng trong hệ thống dòng chảy sông Đà của Việt Nam, đã đối mặt với tình trạng thiếu nước nghiêm trọng, lưu lượng nước về thấp chưa từng có, kéo theo Thủy điện Sơn La Hòa Bình cũng trong cảnh không còn đủ nước để chạy máy. Hàng loạt hồ thủy điện khác nhau ở khu vực miền Bắc cũng đang ở mực nước chết. Cùng với suy giảm nguồn phát từ các thủy điện, các nhà máy nhiệt điện cũng gặp nhiều sự cố do phải vận hành tối đa công suất trong thời gian dài. Để đảm bảo cung ứng điện, EVN đã huy động tất cả các nguồn điện trên toàn quốc, kể cả các nguồn điện chạy dầu ở mức trên 5.000 đồng 1 kW. Đáng chú ý, theo ông Trung, việc nhập khẩu điện hiện nay cũng không hề dễ dàng khi việc bán điện từ Trung Quốc và Lào đều gặp khó khăn. Ngay ở Trung Quốc cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu điện và phải tiết giảm công suất. Ông cho biết, chúng tôi vẫn cần sự đồng hành của khách hàng trong việc duy trì hệ thống điện miền Bắc ổn định. Nếu không tiết kiệm, không có giải pháp sớm, thì khi nhà máy thủy điện Hòa Bình hết nước, về mực nước chết, chúng ta sẽ bị mất nguồn điện lên đến 1.920 MW. Khi nhà máy có vai trò điều tần, hệ thống này không còn nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn cho việc cấp điện, không chỉ ở miền Bắc mà cả ở quy mô quốc gia. Tình hình lúc ấy sẽ rất khó khăn và căng thẳng hơn rất nhiều. Ông Nguyễn Hữu Khải, trưởng phòng kinh doanh mua bán điện của công ty mua bán điện thuộc EVN cho biết, điện nhập khẩu từ Trung Quốc về chỉ khoảng 4 triệu kW một ngày, nhập từ Lào về 7 triệu kW trên ngày. Điện nhập khẩu chiếm rất thấp, khoảng 1,3% trên tổng lượng điện tiêu thụ gần 900 triệu kW trên ngày. Việc nhập khẩu điện được thực hiện từ năm 2005 đến nay và vẫn đang được thực hiện. Tuy những ngày qua, lượng điện Trung Quốc bán cho Việt Nam cũng suy giảm nhiều. Về giải pháp cung ứng điện, Phó Tổng Giám đốc EVN Võ Quang Lâm cho biết, hiện có 3 nhà máy nhiệt điện đang gặp sự cố và tập đoàn dồn hết sức cùng các đơn vị cố gắng khắc phục sớm nhất. Hy vọng đến tháng 7 sẽ có thêm nguồn điện hơn 1.000 MW nhiệt điện than được đưa vào vận hành. Chuyên gia điện lực giáo sư Trần Đình Long cho rằng, năm nay, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo nước ta chịu ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng, khô hạn nhiều. Nắng nóng khiến nguồn nước ở các nhà máy thủy điện quá thấp, không đáp ứng được nhu cầu sản xuất điện. Mặt khác, nắng nóng làm cho nhu cầu sử dụng điện để làm mát như nhiệt độ điều hòa, quạt tăng cao. Nắng nóng năm nay vượt quá khả năng dự báo của ngành điện, cũng như các cơ quan khác. Vì thế, ngành điện không có khả năng cung cấp đủ công suất để đáp ứng nhu cầu, khi đó chỉ có giải pháp duy nhất là lập lại cân bằng cung cầu của hệ thống, tránh cho hệ thống bị sụp đổ, đó là phải cắt điện, giáo sư Trần Đình Long giải thích. Trong bối cảnh này, việc tăng thêm nguồn điện mới đang là nhiệm vụ bất khả thi, bởi việc này không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Do đó, các chuyên gia cho rằng chỉ có thể trông chờ việc miền Bắc sớm thoát khỏi tình trạng hạn hán, thiếu mưa. Trước mắt, một giải pháp quan trọng là cần phải đẩy mạnh tiết kiệm điện. Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Ông Trần Đình Nhân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN chia sẻ, đến nay 63 tỉnh thành đã có triển khai chỉ đạo về tiết kiệm điện. EVN đã phối hợp thông qua Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN MPC, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các điện lực địa phương phối hợp tiến hành tiết giảm trong trường hợp thiếu nguồn, sao cho phù hợp tình hình từng địa phương. Ở miền Trung và miền Nam đảm bảo cung cấp điện, riêng phía Bắc hiện nay còn khó khăn, từ nay cho đến khi nước về. EVN sẽ cố gắng đảm bảo tốt nhất duy trì hệ thống điện quốc gia vận hành an toàn. Trong lúc này, khi nhu cầu tiêu thụ tiếp tục tăng cao, nguồn điện không đáp ứng đủ, nên một số thời điểm chúng ta đã tiết giảm điện. Để phân bổ công suất và tiết giảm điện, EVN đã có văn bản gửi Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, tập đoàn yêu cầu
EVN MPC tính toán, phân bổ công suất cho các công ty điện lực cấp tỉnh và nguyên tắc điều hòa tiết giảm điện thực hiện theo quy định tại Thông tư 34. EVN MPC cũng được lưu ý một số nguyên tắc để tính toán hệ thống điều chỉnh khi phân bổ công suất khả dụng cho các công ty điện lực cấp tỉnh và chỉ đạo các công ty này lập kế hoạch điều tiết, tiết giảm điện, ưu tiên cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ưu tiên cấp điện phục vụ cho hoạt động chính trị xã hội quan trọng và các sự kiện khác trên địa bàn. Ngoài ra, EVN yêu cầu các đơn vị căn cứ đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương để lựa chọn các đối tượng khách hàng ưu tiên cung cấp điện. Tập đoàn Điện lực EVN vừa qua đã có văn bản khẩn gửi Tổng Công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu tính toán, phân bổ công suất cho các công ty điện lực cấp tỉnh, theo quy định tại Thông tư 34 của Bộ Công Thương, quy định về việc lập và thực hiện kế hoạch cung ứng điện khi hệ thống điện quốc gia thiếu nguồn điện. Về thời gian, EVN yêu cầu hạn chế việc tiết giảm vào các khung giờ sinh hoạt của các phụ tải sinh hoạt và vào các ngày cuối tuần của các phụ tải tại các khu du lịch, dịch vụ. EVN nêu rõ, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc lưu ý ưu tiên cấp điện cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng, được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, ưu tiên cấp điện phục vụ cho hoạt động chính trị xã hội quan trọng và các sự kiện khác trên địa bàn, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Trong bối cảnh khó khăn về cung ứng điện, EVN yêu cầu các đơn vị căn cứ đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội của từng địa phương để lựa các đối tượng khách hàng ưu tiên cung cấp điện. EVN lưu ý các khách hàng sử dụng điện ưu tiên thấp gồm nhóm khách hàng thâm dụng năng lượng như sản xuất sắt, thép, xi măng, vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, các khách hàng sử dụng điện có nguồn dự phòng tại chỗ. Ông lớn ngành điện cũng nhấn mạnh việc thực hiện tiết giảm theo kế hoạch đảm bảo luân phiên, công bằng, đáp ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Chia sẻ bên hành lang Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho biết trong các báo cáo thẩm tra của cơ quan này đã chỉ rõ địa chỉ chậm tại các dự án nguồn điện do các tập đoàn EVN, PVN và TKV triển khai đầu tư. Tình trạng thiếu điện có thể diễn ra nhiều nơi nếu tốc độ tăng trưởng kinh tế phục hồi 6-7% như trước, ông nhìn nhận. Ông Vũ Hồng Thanh nói thêm, Quốc hội khi tổng kết nghị quyết 31 về dừng đầu tư hai nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, Ủy ban Kinh tế đã kiến nghị xem xét lại chủ trương đầu tư lĩnh vực này bởi việc phát triển các nguồn điện, nhất là năng lượng tái tạo, điện gió, mặt trời vừa qua đã tác động đến nguồn cung lưới hệ thống điện. Theo ông, nguồn điện tái tạo chỉ phát có mức độ chiếm tỷ trọng nhất định trong tổng đầu tư, chứ không thể phát triển ồ ạt. Năng lượng tái tạo phát triển nhiều ở vùng không có phụ tải phải truyền tải đi xa. Muốn làm vậy, phải có quy hoạch, kế hoạch, chiến lược đầu tư rõ ràng, còn đầu tư rồi không đồng bộ với truyền tải thì không được, ông Thanh nêu quan điểm. Sự phân bổ không đồng đều nguồn điện khi tập trung quá nhiều nguồn năng lượng tái tạo điện gió, điện mặt trời ở khu vực miền Trung, nơi có nhu cầu dùng điện thấp, và miền Nam cũng gây mất cân bằng cung cầu miền, tạo sức ép lên lưới truyền tải, gây ra hiện tượng nghẽn mạch cục bộ, phải giảm phát điện tái tạo một số thời điểm. Đây cũng là lý do nguồn năng lượng tái tạo vận hành nhiều, chiếm gần 27% công suất đặt toàn hệ thống điện vào cuối năm 2022 và cung ứng khoảng 15% nguồn huy động, nhưng điện tại miền Bắc vẫn thiếu. Mặt khác, một số dự án nguồn nhiệt điện ở hai miền Bắc và Nam chậm tiến độ, gây nguy cơ thiếu điện và khó khăn trong vận hành do thiếu công suất nguồn dự phòng, nhất là miền Bắc đến năm 2025. Từ đầu tháng 6 đến nay, người dân Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc thường xuyên bị mất điện. Lượng điện tiêu thụ bình quân cả nước đạt gần 820 triệu kW một ngày trong tháng 5, tăng hơn 20% so với tháng 4. Riêng Hà Nội, điện tiêu thụ bình quân tháng 5 là hơn 75,4 triệu kW, tăng 22,5% so với tháng 4. Đến mùng 8 tháng 6 vừa qua, mức tiêu thụ bình quân đạt hơn 85,6 triệu kW. Thủy điện, một trong hai nguồn điện chính cung ứng cho Hà Nội, đang sụt giảm huy động do hạn hán. Các hồ thủy điện cạn nước. Theo Bộ Công Thương, hiện có 11 nhà máy thủy điện phải dừng phát điện, trong đó 5 nhà máy ở miền Bắc phải dừng là Sơn La, Lai Châu, Hội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang. Đây là lý do gây thiếu hụt công suất điện cho miền Bắc khoảng 5.000 MW. Vâng thưa quý vị, do ảnh hưởng của El Nino, nắng nóng khắc nghiệt kéo dài khiến nhiều thủy điện ở miền Bắc đang trong tình trạng khô hạn chưa từng có. Tại Nghệ An, một số lòng hồ nhà máy thủy điện như Bản Vẽ, Hủa Na xuống mức báo động. Hai thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ đứng trước nguy cơ ngừng phát điện. Nắng nóng kéo dài
không có mưa cộng với việc xả nước để chống hạn vùng hạ du đã khiến cho mực nước trong hồ thủy điện Bản Vẽ xuống gần với mực nước chết. Lúc 11 giờ ngày hôm qua, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đo được ở mức 156,53m/200m, lưu lượng về hồ là 45 m³/s, cách mực nước chết là 1,53m. Hiện nay, nhà máy thủy điện Bản Vẽ đang hoạt động 2 tổ máy, lưu lượng xả 200 m³/s từ ngày đầu tháng 6 để phục vụ cấp nước cho người dân gieo trồng vụ hè thu. Theo dự kiến, nếu xả với lưu lượng 200 m³/s, đến ngày hôm qua, hồ thủy điện Bản Vẽ sẽ trở về mực nước chết 155m. Ông Tạ Hữu Hùng, giám đốc nhà máy thủy điện Bản Vẽ cho hay, khi nước về dưới mực nước chết thì chỉ lấy nước phục vụ trường hợp khẩn cấp. Còn lại, nhà máy sẽ hoạt động cầm chừng, sản xuất điện bằng với mực nước về hồ. Với thực trạng nguồn nước hiện tại, mực nước hồ chứa Bản Vẽ xuống rất thấp và từ thông tin dự báo khí tượng thủy văn, việc cấp nước cho dân sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vụ hè thu năm 2023 trong những tháng giữa cuối mùa khô năm 2023 sẽ gặp khó khăn. Lòng hồ thủy điện Hùa Na, huyện Quế Phong, Nghệ An hiện cũng đã gần ở mực nước chết. Tính đến trưa ngày hôm kia, mực nước trong lòng hồ thủy điện Hùa Na chỉ đạt 216m, cách 1m so với mực nước chết. Đại diện công ty thủy điện Hùa Na chia sẻ, hiện nhà máy thủy điện chỉ hoạt động 2 tổ máy cung cấp điện cho hệ thống lưới điện quốc gia, phát điện khoảng 0,5 triệu kWh. Theo dự kiến, với công suất hoạt động này, nếu không có mưa, lòng hồ thủy điện Hùa Na sẽ về mực nước chết. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.